Chào mừng các bạn đến với video review và hướng dẫn sử dụng của congnhat.com. Trong video này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc quạt điện Hitachi HES AL300D. Và ngay sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu xem chiếc quạt này có gì đặc biệt nhé. Quạt điện Hitachi HES AL300D là một phiên bản mới dành cho thị trường năm 2022. Có thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, làm tăng thêm sự sang trọng cho không gian. Quạt có thiết kế chân đế rời, lắp đặt cực dễ dàng và chắc chắn. Lồng quạt được đan khít đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Quạt điện Hitachi HES AL300D cấu tạo 8 cánh quạt giúp cho khoảng cách gió thu hẹp lại, làm giảm tiếng ồn, nhờ đó tạo ra luồng gió êm ái giống như gió tự nhiên. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn mức độ gió yêu thích với 4 cấp độ gió thường và gió tự nhiên, giúp người dùng dễ dàng cài đặt theo nhu cầu sử dụng. Bạn có thể lựa chọn góc quay ngang 75 độ, cung cấp gió phạm vi xoay khoảng 75 độ. Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh tuốc năng với điều khiển từ xa. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy các chương trình đang hoạt động được hiển thị trên thân quạt và thuận tiện khi sử dụng với điều khiển từ xa. Bạn có thể lựa chọn các chế độ tiện ích của quạt như hẹn giờ bật, hẹn giờ tắt, khóa trẻ em, gió tự nhiên, chế độ ban đêm. Quạt có công suất là 39W, chiều dài dây điện là 1,7m, nặng 3,9kg. Quạt có kích thước chiều rộng là 37cm, chiều sâu là 37,1cm, chiều cao có thể thay đổi linh hoạt từ 73,5cm đến 95cm. Bảng điều khiển có các chức năng mô tả bằng hình vẽ, dễ hiểu, phím bấm dạng nổi, to và nhạy. Màn hình hiển thị tiện lợi theo dõi các chức năng của quạt. Và ngay sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu xem cách sử dụng của chiếc quạt này như thế nào nhé. Đầu tiên, để bật quạt thì các bạn hãy bấm vào nút nguồn này để bật. Đó, khi đó màn hình ở đây sẽ hiển thị và quạt sẽ chạy. Để lựa chọn cấp độ gió, các bạn hãy bấm vào nút phía bên phải này. Trước tiên, đây sẽ là gió thoảng. Các bạn bấm tiếp đến sẽ chuyển lên gió yếu. Tiếp theo sẽ là gió trung bình. Và cuối cùng sẽ là gió mạnh. Đó. Sang nút bên trái này, các bạn có thể lựa chọn tuốc năng quay ngang. Góc quay ngang của quạt sẽ là 75 độ. Đó. Tiếp theo, lên các nút bên trên. Đầu tiên, nút này, đây sẽ là nút hẹn giờ bật. Các bạn bấm vào để lựa chọn 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ hoặc 6 giờ. Đèn đang nhấp nháy ở đây là đèn đang lựa chọn. Để xác nhận lựa chọn, các bạn hãy bấm vào nút OK ở đây. Đó. Và bây giờ quạt đã tắt và sau 6 giờ sau nó sẽ tự động bật. Và bây giờ mình sẽ tắt quạt đi để hủy chế độ nhé. Đó. Và ở nút hẹn giờ bật này, chúng ta sẽ có thêm một tính năng, đó là giữ vào nút khoảng 3 giây. Sẽ là khóa trẻ em. Đó, khi đó màn hình khóa ở đây sẽ hiển thị. Đó. Và bạn sẽ không thể thao tác được bất cứ một nút nào trên màn hình nhé, trên bảng điều khiển này. Đó. Để mở lại khóa thì các bạn hãy bấm và giữ lại vào nút hẹn giờ bật này 3 giây để mở. Đó. Tiếp theo, sang nút bên cạnh, đây sẽ là nút hẹn giờ tắt. Ở nút này, khi nhấn vào, các bạn có thể lựa chọn 1 giờ. Nó sẽ hiển thị ở đây. Đó, đang nhấp nháy. 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ hoặc 6 giờ. Cũng giống như hẹn giờ bật, các bạn hãy nhấn vào nút OK này để xác nhận. Đó, hiện tại là mình đang cài đặt hẹn giờ tắt là 6 giờ. Đó, và quạt sẽ hoạt động sau 6 giờ sau, sẽ tự động tắt. Đó, bây giờ mình sẽ nhấn nút nguồn này để hủy nhé. Và ở bên cạnh nút hẹn giờ tắt này, đây sẽ là OK để xác nhận thời gian hẹn giờ như mình vừa hướng dẫn các bạn. Đó, nút tiếp theo sẽ là nút chế độ gió tự nhiên. Các bạn nhấn vào để lựa chọn. Nó sẽ hiển thị ở đây. Đó, khi sử dụng ở chế độ này, quạt sẽ hoạt động theo nhịp điệu gió lúc to, lúc nhỏ, tạo cảm giác giống như gió tự nhiên ngoài trời, mang đến cảm giác thoải mái cho người dùng. Đó, và ở bên cạnh nút gió tự nhiên này, đây sẽ là chế độ ban đêm. Các bạn nhấn vào để lựa chọn. Khi nhấn vào, các bạn có thể lựa chọn 2 giờ. Đây sẽ là 2 giờ. Hoặc 10 giờ. Đó, khi sử dụng ở chế độ này, quạt sẽ hoạt động êm ái và giúp người dùng ngủ ngon hơn, phù hợp khi sử dụng vào ban đêm.
Ngoài ra, còn một điều nữa là khi các bạn đang sử dụng hẹn giờ tắt thì sẽ không thể cài đặt được chế độ ban đêm này nhé. Đó. Nên thế, khi cài đặt chế độ ban đêm, các bạn hãy bấm hủy hẹn giờ tắt đi, rồi hãng cài đặt chế độ ban đêm này. Và nút cuối cùng, đây sẽ là nút làm mờ màn hình và tắt tiếng. Đó, như mình vừa bấm một lần, đó, màn hình đã mờ. Và bấm các nút khác, nó sẽ không có tiếng kêu bíp nữa. Đó, phù hợp khi sử dụng vào phòng tối và ban đêm, khi chúng ta ngủ sẽ không bị ảnh hưởng bởi đèn sáng và tiếng kêu bíp khi thao tác. Đó. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc điều khiển từ xa này nhé. Đó. Và như các bạn có thể thấy là trên điều khiển từ xa này, các nút và chức năng nó cũng sẽ giống hệt với bảng trên bảng điều khiển ở đế quạt này. Đó. Và đầu tiên để bật quạt thì các bạn hãy bấm vào nút nguồn này. Đó. Mỗi lần bấm vào nút này, quạt sẽ chuyển đổi giữa bật và tắt. Lên trên, đây sẽ là hai nút để lựa chọn cấp độ gió. Đó. Ở bên trên này, bên trái, đây sẽ là nút chế độ ban đêm. Các bạn có thể lựa chọn 2 giờ hoặc 10 giờ. Đó. Bên cạnh, đây sẽ là nút OK để xác nhận lựa chọn hẹn giờ, bật hoặc tắt. Đó. Bên trên nút OK này, đây sẽ là nút hẹn giờ tắt. Hẹn giờ tắt các bạn nhấn vào, có thể lựa chọn 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ hoặc 6 giờ. Khi lựa chọn xong, các bạn hãy nhấn nút OK này để xác nhận hẹn giờ. Đó. Bây giờ mình sẽ tắt quạt đi để hủy này. Ở bên cạnh nút hẹn giờ tắt, đây sẽ là nút chế độ gió tự nhiên. Đó. Lên trên, đây sẽ là nút tuốc năng quay ngang. Các bạn lựa chọn để có thể quay được 75 độ. Nhấn tiếp để hủy hoặc lựa chọn dừng ở vị trí mình cần sử dụng. Bên cạnh nút tuốc năng quay ngang, đây sẽ là nút hẹn giờ bật. Hẹn giờ bật các bạn hãy nhấn vào. Có thể lựa chọn 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ hoặc 6 giờ. Khi đèn đang nhấp nháy là chúng ta đang lựa chọn. Và các bạn hãy bấm vào nút OK này để xác nhận hẹn giờ. OK, đó. Và bây giờ mình sẽ hủy nhé. Như vậy, vừa rồi mình đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc quạt điện Hitachi HEF AL300D. Và nếu còn thắc mắc và cần giải đáp, các bạn có thể truy cập vào website cong.com hoặc lên tới hotline miền Bắc 088-6767-888 hoặc hotline miền Nam 081-6767-888 để được hỗ trợ. Khi đến với Công Nghệ Nhật, các bạn sẽ được hỗ trợ miễn phí giao hàng trên toàn quốc và được hỗ trợ miễn phí giao hàng nhanh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ từ 1 cho đến 2 giờ. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.